Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 7 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 6 tháng đầu năm. Kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Ngày đầu thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, nhìn chung các thí sinh đều làm được bài. Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Trong 6 tháng đầu năm, công tác kiểm tra giám sát của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến mới, chất lượng hiệu quả ngày càng được nâng lên bằng nhiều kết quả rõ rệt, góp phần tích cực vào công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung chỉ đạo và tổ chức toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định của điều lệ Đảng. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 24.759 tổ chức Đảng và hơn 106.000 đảng viên, tiến hành giám sát hơn 12.000 tổ chức Đảng, tiếp nhận giải quyết đơn thư, xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng viên vi phạm. Trong 6 tháng cuối năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra giám sát, giải quyết tố cáo đúng quy trình quy định có hiệu lực, hiệu quả, ra soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện quy trình tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh, các quy định về công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có nghiệp vụ, phương pháp công tác khoa học, thực hiện hoàn thành tốt công tác năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự điều hành của đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục làm việc với các nội dung, các cơ quan hữu quan trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thông qua các nghị quyết và tiến hành bế mạc kỳ họp. Cùng tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Tuyết Hương báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia thảo luận tại các tổ đại biểu. Theo báo cáo, kết quả thảo luận tại 5 tổ có 103 đại biểu tham dự, đã có 31 lượt ý kiến phát biểu. Các đại biểu đánh giá cao kết quả đạt được về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời đề nghị các cơ quan hữu quan quan tâm một số nội dung cụ thể về các lĩnh vực như nông nghiệp và nông thôn, đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng, quản lý đô thị, giao thông vận tải, tài chính ngân sách, văn hóa, xã hội, chế độ chính sách và một số lĩnh vực khác. Một số đại biểu đề nghị tỉnh tiếp tục có giải pháp hữu hiệu đẩy mạnh tiêu thụ nông sản cho nông dân, có chính sách thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi, đầu tư vào chế biến, bảo quản nông sản, hỗ trợ kinh phí để làm và nạo vét một số công trình thủy lợi. Về nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần bổ sung các giải pháp bảo vệ môi trường, đề nghị tỉnh giao cơ quan chức năng xây dựng quy trình thủ tục triển khai thực hiện việc đấu giá đất và hướng dẫn tạo điều kiện cho các địa phương triển khai thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nông thôn mới, tăng cường chỉ đạo rà soát, quyết định thu hồi những dự án chậm triển khai, tránh gây lãng phí tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh, đẩy nhanh tiến độ lập trình thẩm định phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở pháp lý cho các địa phương xây dựng kế hoạch phát triển, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho người lao động, có giải pháp nâng cao các dịch vụ và công tác đào tạo nghề cho công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp. Dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn, kỳ họp đã nghe các cơ quan hữu quan trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trịnh Văn Diễn trả lời làm rõ một số vấn đề cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm liên quan đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, những vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, việc quản lý tiếp nhận các dự án tiến độ lập trình thẩm định phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Các dự án thì còn chậm, thì có thể nói Sở Kế hoạch Đầu tư đã chủ động phối hợp các sở ngành và địa phương, được Ủy ban tỉnh giao đã rà soát. Chúng tôi đã rà soát hiện nay là 394 dự án chậm triển khai. Nó có nhiều nguyên nhân. Chắc chắn nguyên nhân chính là vẫn là cái điểm nghẽn của Hưng Yên chúng ta là công tác giải ngân và liên quan đến thủ tục một số những dự án mà chưa tích cực triển khai, giao cho thanh tra tỉnh là thanh tra toàn diện 12 dự án
Và đối với ngành sở kế hoạch đầu tư, chúng tôi thanh tra 42 cái dự án chuyên ngành ấy, liên quan thủ tục của đầu tư, liên quan thủ tục về đất đai. Và ngành tài nguyên môi trường là 72 dự án chủ yếu thủ tục về đất đai. Và còn lại là 227 dự án là ủy ban tỉnh gia hạn thêm 6 tháng nữa. Trong vòng 6 tháng mà không tích cực triển khai, mà không triển khai, mà không có lý do chính đáng thì ủy ban tỉnh sẽ thu hồi dự án. Về nội dung này, chủ tọa kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn nhấn mạnh. Cấp huyện và cấp xã thì Hội đồng Nhân dân cấp xã, cấp huyện là thuộc thẩm quyền của mình thì đề nghị các đồng chí phải thực hiện cái nhiệm vụ theo luật đầu tư, phê duyệt chủ trương hay là theo quy định của luật thì các đồng chí cũng phải khẩn trương. Sở kế hoạch là chúng ta cũng phải tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ và chỉ ra những cái khó khăn mà chúng ta đã chỉ ra được thì cũng nên có những cái giải pháp để tháo gỡ cái khó khăn này và kiểm tra việc thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022. Thế và trên cơ sở thực tế tình hình triển khai thực hiện các vốn đầu tư công năm 2022 của cơ quan đơn vị được giao quản lý sử dụng vốn thì phải chủ động đề xuất cho tỉnh cái phương án xử lý cụ thể và kiên quyết cắt giảm điều chỉnh vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn và từ các dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư sang các dự án đủ thủ tục hồ sơ đảm bảo cái hiệu quả cái vốn đầu tư. Khẩn trương nghiên cứu xử lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Thế và đề nghị là đôn đốc các đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tăng cường cái kiểm tra về thực hiện cái quyết toán vốn dự án hoàn thành, đặc biệt đã có nguồn vốn phân cấp cho huyện quản lý và các dự án tồn đọng chậm phê duyệt quyết toán. Trả lời và làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm về quản lý, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, công tác quy hoạch xây dựng thanh tra, xử lý vi phạm về xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng Lương Anh Tuấn giải trình. Đến thời điểm này, chúng ta đã bố trí được 265 hectare quỹ đất cho nhà công nhân. Thì trong đó là có 6 cái dự án, 6 cái khu vực đã giao cho các chủ đầu tư để lập các quy hoạch này, tức là các chủ dự án của các cái khu công nghiệp. Chính như vậy là về chủ trương của chúng ta và cái quan tâm của chúng ta là đã bố trí đủ quỹ đất, nhưng mà báo cáo các đồng chí cũng rất là khó khăn khi mà lựa chọn các nhà đầu tư, bởi vì cái này thì báo cáo đồng chí là nó cũng liên quan đến cái việc đầu tư quản lý và cái lợi nhuận thực sự là nó không phải là cái hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, cho nên cũng rất khó khăn trong triển khai. Tôi xin phép được hỏi ông Giám đốc Sở Xây dựng nội dung như sau. Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo và chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực thôn Văn Nhuế, nay là tổ dân phố Văn Nhuế của phường Văn Nhân, và dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới của thôn Văn Nhuế, thị xã Mỹ Hào thực hiện đã kéo dài, và dự án này là thuộc danh mục cần thu đất đã quá 3 năm tại nghị quyết số 182 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thì đề nghị ông Giám đốc Sở cho biết là tiến độ thực hiện dự án và thời gian hoàn thành dự án. Xin cảm ơn. Đến 31 tháng 12 đấy thì toàn bộ cái mặt bằng đã được giải phóng, đã được giao cho nhà đầu tư đấy, thì nhà đầu tư đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong cái phạm vi được giải phóng mặt bằng, cả dự án BT và các dự án của điểm dân cư nông thôn mới, các dự án 7 điểm để tạo quỹ đất. Thì với dự án BT đấy thì đáp ứng đã hoàn thành so với cả cái dự án ban đầu được duyệt ban đầu đấy là khoảng 99%. Bây giờ chỉ còn một cái điểm nhà văn hóa, điểm trường mầm non là không giải phóng mặt bằng được trong cái dự án BT đấy, là không thực hiện được. Và khoảng mấy trăm mét đường của các cái đoạn đường nữa. 7 điểm dân cư đấy thì có 3 điểm dân cư hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% thì thi công đồng bộ và đầy đủ. Còn 3 điểm thì khoảng trên 85% đến 90%. Sau phần trả lời của Giám đốc Sở Xây dựng, chủ tọa kỳ họp yêu cầu. Đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng là tham mưu Ủy ban tỉnh là chúng ta nên cụ thể hóa nghị quyết 181 ngày 16 tháng 3 năm 2 của Hội đồng tỉnh về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên đến 2025 và định hướng đến 2030. Thì trong đó thì chúng ta quan tâm đến cái chỉ tiêu mà nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Thì cũng đề nghị là Sở Xây dựng là rà soát lại cái quy hoạch xây dựng gắn với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và cái chương trình kế hoạch phát triển nhà ở. Thế mà chúng ta phải xác định trong cái dự án thành phần trong cái nhà ở công nhân, nhà ở xã hội trong khu đô thị và khu dân cư mới và đặc biệt là khu công nghiệp hoặc dự án độc lập. Khắc phục khó khăn và đẩy mạnh cái công tác thanh tra kiểm tra chuyên ngành về xây dựng và tất cả các cấp chính quyền. Tại
Tiếp đó, kỳ họp nghe đồng chí Trần Minh Hải, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải trả lời một số vấn đề cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh hiện đang quan tâm về công tác đảm bảo an toàn giao thông, xử lý các vi phạm về hành lang giao thông, quá tải trọng, quản lý vận tải hành khách, hàng hóa, đường bộ, tiến độ xây dựng các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Xin được hỏi ông Giám đốc Sở Giao thông Vận tải nội dung như sau. Đường tỉnh 380 đi qua địa bàn thị xã Mỹ Hào, hiện nay mật độ xe ô tô đi lại rất đông, nhiều loại xe có trọng tải lớn. Và mỗi khi mưa thì đường có xuất hiện các cái vũng nước làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và gây mất an toàn giao thông. Đề nghị có giải pháp, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi tham gia giao thông qua đoạn đường này. Xin cảm ơn. Thì xuất phát từ cái tình hình quản lý tuyến đường tỉnh 380, từ ngày 14 tháng 9 năm 2017, Ủy ban tỉnh đã có công văn số 2467 về việc cấm xe ô tô tải từ 40 trở lên đi trên đường tỉnh 380, đoạn từ Dốc Nghĩa đến ngã tư Bao Bì. Tuy nhiên thì qua kiểm tra thực tế vẫn còn một số ô tô vi phạm đi trên đoạn tuyến trên. Sở Vận tải cũng đề nghị công an tỉnh, Ủy ban nhân thị xã Mỹ Hào chỉ đạo các cái cơ quan chức năng để tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Và đồng thời thì theo đề xuất của Ủy ban thị xã Mỹ Hào, thì ngày 8 tháng 6 năm 2022, Ủy ban tỉnh đồng ý về nguyên tắc cho hạn chế thời gian hoạt động theo khung giờ có điểm đối với xe tải 2,5 tấn trở lên đi trên đường tỉnh 380 qua khu vực trung tâm thị xã Mỹ Hào, tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến người dân thị xã và các địa phương lân cận, và thời gian tuyên truyền thì khoảng độ 5 đến 7 ngày. Sau đó sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm nếu có. Đề nghị ngành giao thông là tập trung rà soát kiến nghị cử tri, đặc biệt là ưu tiên giải quyết các vấn đề về an toàn giao thông và cái duy tu bảo dưỡng công trình giao thông, kịp thời khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông, nhất là những điểm đen. Cái thứ hai là đẩy nhanh tiến độ để triển khai các dự án giao thông theo đúng yêu cầu, nhất là các dự án trọng điểm, và khẩn trương nghiên cứu đề xuất các giải pháp để xử lý dứt điểm vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là về cơ chế chính sách phục vụ triển khai dự án trọng điểm công trình giao thông. Đối với những khó khăn trong triển khai công trình dự án hạ tầng giao thông, đề nghị Sở Giao thông tham mưu Ủy ban nhân tỉnh để chỉ đạo phối hợp các ngành để tháo gỡ trong giải phóng mặt bằng cũng như công tác chuẩn bị đầu tư, và đặc biệt là kiểm tra đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu để đẩy nhanh cái tiến độ thi công và đảm bảo cái chất lượng công trình. Tại kỳ họp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Phú đã trả lời ý kiến của đại biểu thành phố Hưng Yên phản ánh việc 164 lô đất tại đầm Hoa Văn, xã Hồng Nam tồn tại từ lâu. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hứa xin tiếp thu và sẽ phối hợp với thành phố Hưng Yên tham mưu với tỉnh có phương án biện pháp xử lý cụ thể để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, đồng thời giải trình với cử tri và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác tham mưu giải phóng mặt bằng các dự án, thực trạng và các giải pháp xử lý ô nhiễm trên địa bàn tỉnh. Việc cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình ở trên địa bàn của tỉnh Hưng Yên mà vẫn còn chậm. Ở đây thì cũng muốn nói rõ là cái việc chậm này thì tôi thấy là cái sự vào cuộc của cả chính quyền địa phương chưa được, và cái việc cấp giấy chứng nhận lần đầu là thuộc về Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Thì tại các cuộc làm việc đối với Ủy ban Nhân dân các huyện và các xã trên địa bàn thì chúng tôi đã hướng dẫn rất cụ thể và chi tiết đối với từng trường hợp. Đối với việc cấp giấy chứng nhận là phải phân loại, chứ ở đây thì đôi khi tôi thấy là cấp xã và các vị trí xã cũng có sự vào cuộc không hoàn thiện. Và đối với việc cấp giấy chứng nhận thì hoàn thiện hồ sơ thì chúng tôi đã có một chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ở cấp huyện. Chi nhánh này làm nhiệm vụ hỗ trợ cho cán bộ địa chính xã để hoàn thiện hồ sơ. Tuy nhiên hoàn thiện hồ sơ thì cái việc xét duyệt cấp giấy chứng nhận này phải do hội đồng xét duyệt cấp giấy chứng nhận cấp xã. Thì tuy nhiên là cái việc làm này thì tôi cho rằng là đối với cán bộ cơ sở ngại khó, ngại sai, thì cái việc làm nó còn cấp giấy chứng nhận vẫn còn chậm. Còn đối với các huyện, các xã mà có những vấn đề vướng mắc thì có thể kiến nghị chúng tôi hỗ trợ về chuyên môn đến tận nơi cầm tay chỉ việc để cái việc cấp giấy chứng nhận chúng ta đạt được kết quả cao trong thời gian tới. Mà đây vấn đề cấp giấy chứng nhận là mấu chốt để trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các dự án thu hồi cũng như
đặc biệt là đối với dự án thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Và đặc biệt là chúng tôi cũng đề nghị là phải rà soát là các cái quỹ đất công ích là thuộc quyền đất nông nghiệp của các xã, có thể là trên cơ sở để riêng để thực hiện cái quỹ dùng cái quỹ này để đền bù, để chuyển đổi những hộ không có nhu cầu nhận tiền thì mời họ ra những vị trí này. Thì cái việc mà rà soát quản lý chặt cái quỹ đất công ích này, đây là một vấn đề tôi cho rằng đối với các huyện chỉ đạo các xã làm sao quản lý cho tốt. Đến nay thì tỉnh ta đã có 61 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao và 66 xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên ở một số xã thì chất lượng các tiêu chí chưa đảm bảo, đặc biệt là tiêu chí về môi trường. Trong khi đó tỉnh Hưng Yên thì theo cái định hướng và cái mục tiêu chúng ta là đến năm 2025 100% số xã được nông thôn mới nâng cao và 50% số xã là nông thôn mới kiểu mẫu. Và theo cái quyết định 1454 ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban tỉnh ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 21-25 thì tiêu chí số 17 về môi trường có chỉ tiêu rất cao và tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom xử lý nước thải khi đó phải đạt trên 50%. Đây là một cái chỉ tiêu rất là khó và cũng là mới. Tôi xin hỏi ông giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường với cái chức năng quản lý ngành thì ngành đã có những cái giải pháp gì mang tính khả thi và thực hiện trong thực tế? Đối với các xã được xây dựng nâng cao thì phải có công trình xử lý nước thải. Năm 2021 tôi đã có công văn yêu cầu các huyện là quy hoạch những vị trí để thu gom xử lý nước thải. Chúng tôi cũng đã tham mưu xây dựng cái đề án thu gom xử lý nước thải trong khu dân cư nông thôn. Đây là một việc làm mà tôi cho rằng là phải cả hệ thống chính trị vào cuộc, và khó khăn có thể mất nhiều tiền. Ở nó liên quan đến cái việc là xây dựng các cái đường thu gom ở các khu dân cư hiện hữu. Còn đối với các hộ gia đình thì tôi cho rằng những nhà có điều kiện mà các đồng chí tốt được thì có thể lắp những hệ thống xử lý nước thải tại hộ, là các huyện phải chỉ đạo các xã quan tâm đến các cụm dân cư hiện hữu. Đồng chí giám đốc sở có nói là giao cho các huyện để chỉ đạo các xã xây dựng các dự án xử lý nước thải khu dân cư. Thế thì cái hướng dẫn của sở nó phải có một cái hướng dẫn chung như thế nào, cái tiêu chí như nào, cách thực hiện như nào, chứ không thì cũng chỉ giao như vậy rồi thì đến từ nay 2025 tỷ lệ là phải đạt trên 50% thì cái điều này nó rất là khó. Đối với cái việc mà đã xây dựng các hệ thống công trình xử lý nước thải trong khu dân cư rồi thì sau này vận hành và bảo trì như thế nào, đấy là một vấn đề khó hơn. Và việc này chúng tôi cũng đã tham mưu và cũng đã có cái chương trình phối hợp. Tuy nhiên là cái việc mà hướng dẫn cụ thể thì chúng tôi phải đến tận nơi hướng dẫn. Đối với cái việc mà xử lý các cái công trình này thì chúng tôi đã phối hợp với một số công ty cấp nước sạch trên địa bàn. Và họ sẽ có năng lực về cấp nước sạch, như đồng thời họ cũng có kinh phí, nguồn kinh phí để xã hội hóa, để vận hành và bảo trì các công trình này. Nếu như mà để cho xã để thực hiện thì tôi cho rằng là xã không thể vận hành được, không có chuyên môn và đồng thời cũng không thể có kinh phí đâu mà vận hành. Đề nghị là Sở Tài nguyên có một số nội dung tiếp tục nghiên cứu thực tế và đề ra các biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường ở địa phương và giải quyết các bất cập trong giải quyết các nhu cầu thực hiện thủ tục của người dân về đất đai, nhất là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nâng cao cái chất lượng thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất ở, hồ sơ thu hồi đất và phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết những tồn đọng sai phạm trong quản lý đất đai, và có kế hoạch tổng thể để thực hiện toàn diện các hoạt động thanh tra kiểm tra trong lĩnh vực môi trường, kiểm soát chặt chẽ chất lượng môi trường trên địa bàn toàn tỉnh, kịp thời phát hiện xử lý ngay những tình trạng ô nhiễm môi trường và quan tâm xử lý rác thải sinh hoạt và các loại chất thải khác, kiểm soát chặt chẽ dự án đầu tư khi đi vào vận hành. Thế nữa là tăng cường cái giám sát ngăn ngừa nhằm không để xảy ra cái ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tập trung xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và rác thải sinh hoạt tại nông thôn. Và cái nữa là đề nghị là ngành tài nguyên nghiên cứu là tham mưu cho tỉnh lựa chọn cái công nghệ xử lý rác thải phù hợp và khai thác hiệu quả đầu tư và có chính sách khuyến khích các địa phương đầu tư các cơ sở xử lý rác thải có quy mô phù hợp
với quy hoạch bảo vệ môi trường và quy hoạch của tỉnh. Tiếp đó, kỳ họp nghe đồng chí Nguyễn Văn Phê, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời, giải trình ý kiến của cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về thực hiện chương trình đổi mới giáo dục, việc thiếu giáo viên tại các trường. Tiếp đó, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, phát biểu giải trình các nhóm vấn đề về tình hình phát triển kinh tế xã hội thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh mà cử tri và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng 6 tháng đầu năm, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành vượt mức cơ bản tất cả các chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 10%, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 3,2 tỷ đô la Mỹ, đạt 58% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 18.200 tỷ đồng. Thu ngân sách tăng đột biến đạt 132% kế hoạch năm, tăng 160% so với cùng kỳ năm 2021. Công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp được đẩy mạnh, đã giải phóng mặt bằng được hơn 550 ha, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp được khoảng 70 ha, đạt gần 60% kế hoạch. Có thêm 2 dự án hạ tầng khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, thu hút được 38 dự án đầu tư mới, nâng tổng số lên 2.094 dự án với tổng vốn đăng ký trên 255.000 tỷ đồng và 6 tỷ đô la Mỹ. Giải trình về khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ xây dựng một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh còn chậm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định nguyên nhân chính là do việc giải phóng mặt bằng tại một số địa phương còn chậm. Một số chủ đầu tư triển khai công tác lập thẩm định, trình phê duyệt các dự án khởi công mới trong năm 2022 còn chậm, chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, thủ tục hành chính còn rườm rà. Do đó, tỉnh chưa thể hoàn thành sau 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Để sớm tháo gỡ vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các ngành địa phương. Ở đây liên quan đến tất cả các ngành, các huyện, thành phố, thị xã thì các đồng chí phải đẩy nhanh. Liên quan đến lĩnh vực mình của mình làm những cái gì thì mình cố gắng đẩy nhanh lên. Là làm sao cho nó vừa đúng luật, như là vừa đúng quy trình, như là vừa cắt bớt các thủ tục chính đấy. Thì đây là một nội dung rất là quan trọng trong cái việc mà đẩy nhanh cái vốn đầu tư công trung hạn. Chúng ta vừa cải cách hành chính, vừa giải quyết các tiệm cận đất đai, rồi các khâu đẩy mạnh cái mức độ công trực tuyến, mức độ 3, mức độ 4. Thì tại sao mức độ 3, mức độ 4 thì hiện nay Hưng Yên luôn là thấp. Như Ủy ban tỉnh cũng đã có chủ trương là hiện nay là giao cho tất cả các cấp là hạn chế tối đa cái việc là tiếp nhận hồ sơ tại một cửa, mà ưu tiên là tiếp nhận hồ sơ qua trực tuyến để ta giảm thời gian đi lại, giảm các cái chi phí không cần thiết nếu có. Và Ủy ban tỉnh tôi cũng giao cho tài chính là xây dựng một cơ chế là nếu như ai mà nộp hồ sơ trực tuyến thì ưu tiên là miễn các cái phí đó, nhà nước ngân sách bỏ ra hỗ trợ. Đẩy nhanh cái giải ngân vốn đầu tư công hạn nó liên quan logic và chặt chẽ với cái việc phát triển kinh tế xã hội. Và khi mà ta giải ngân vốn đầu tư công trung hạn được nhiều lên thì tất cả ngành sản xuất của chúng ta cũng tăng cao, kể cả dịch vụ. Do vậy mà nội dung này thì chúng ta cần phải đẩy nhanh để kích thích như giống như cái đòn bẩy để phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt là lúc này thì một số các công trình của tỉnh, của huyện đang tạm dừng và làm cầm chừng lý do giá các nguyên vật liệu tăng rất là cao, giá dầu tăng cao. Nhưng mà đề nghị là ngành xây dựng cũng sớm khẩn trương làm sao cùng kết hợp với tài chính khảo sát các cái giá nguyên vật liệu ở thị trường làm sao là sát với giá thị trường. Thì thứ nhất là ngân sách nhà nước không thất thoát, thứ hai là doanh nghiệp có thể làm được. Bởi vì nếu các gói thầu mà hiện nay nếu như ký giá cố định thì hầu như là bị lỗ hết. Thế còn lại các gói thầu mà ký theo giá điều chỉnh thì cũng chưa làm được, bị thông báo giá là không phù hợp thực tiễn. Do vậy chúng ta giải ngân chậm. Về vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường, nước thải và rác thải trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định đây là vấn đề đang rất bức xúc và cần sự vào cuộc tích cực đồng bộ của các ngành địa phương phải tập trung thực hiện các biện pháp. Thì mỗi xã đều phải quy hoạch cái điểm để thoát xử lý nước thải của chính các hộ dân ở trong đó ra. Thế cần đâu thì tỉnh cũng chỉ hỗ trợ một phần thôi, còn chủ yếu vẫn là cấp xã. Đấy là cấp chính quyền của mình, mà làm được thì huyện phải chỉ đạo. Chứ tỉnh chỉ chỉ đạo huyện, còn huyện phải chỉ đạo xã. Chứ tỉnh không chỉ đạo trực tiếp đến xã. Thì phải nâng cao vai trò cá nhân lên, người đứng đầu lên và phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể. Hiện nay các huyện đang bị tồn đọng rất nhiều. Rác thải, lý do là chúng ta có một nơi xử lý môi trường duy nhất, đó là Udenco không thể đáp ứng được. Tỉnh đã quy hoạch là chỗ 11 hectare của T&T
Hiện nay đang giao đất có 5 hecta thôi, họ đã đang triển khai 2 nồi đốt. Nhưng 2 nồi đốt này thì một ngày cũng được 100 tấn thôi. Chúng ta đang thừa khoảng 300 tấn một ngày. Như là khẩn trương giao đất sớm để hết cái 11 hecta này thì đã cơ bản đáp ứng được rồi. Hai nữa là cái nhiệm vụ của Sở Tài nguyên Môi trường là giao cho đấu giá các nhà máy rác xỉ sới. Ai chúng đấu giá thì cho thêm mở rộng 5 hecta nữa. Như vậy nếu như hai cái nhà máy này xong thì toàn bộ là Văn Lâm, Văn Giang, Mỹ Hào, Yên Mỹ, cả Ân Thi nữa là không phải lo về rác thải. Tuy nhiên là trong cái thời gian mà chờ xây dựng mất phải 1 năm, vậy 1 năm rác đi đâu? Thì tôi yêu cầu ngành Tài nguyên Môi trường phải hướng dẫn các huyện, và các huyện lại phải hướng dẫn các xã, và các xã phải hướng dẫn tích các thôn. Nhân dân vào cuộc tích cực phải phân rác thải tại nguồn, vì khi mà phân rác thải tại nguồn ấy, thì cái lượng mà rác thải để xử lý chỉ đạt khoảng dưới 5% thôi, còn lại là sang hữu cơ vô cơ để bón ruộng, rất là tốt, vừa là ích nước lợi nhà, vừa là phát triển nông nghiệp, đỡ phải mua, bà con đỡ phải mua phân bón. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành địa phương sớm giải quyết một số vấn đề còn tồn tại trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, hiện nay tỉnh đang tập trung đầu tư đẩy nhanh xây dựng các tuyến đường giao thông trọng điểm, vì vậy các địa phương cũng cần phải tập trung thực hiện quy hoạch sớm về quỹ đất, xây dựng các công trình cho phù hợp để tận dụng được lợi thế về mạng lưới giao thông gắn với việc phát triển kinh tế xã hội sao cho hiệu quả, quan tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2025 có 100% xã đạt nông thôn mới nâng cao và 50% đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Tích cực xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, nhất là xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông, thủy lợi theo quy định kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chúng ta phải có biện pháp. Ban Thường vụ cũng đã có chỉ đạo là nghiêm cấm các vi phạm mới. Thế còn vi phạm cũ thì chúng ta phải giải quyết một cách có lộ trình. Thì Ủy ban tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch, không phải bây giờ mới làm, mà chúng ta thì làm từ năm 2018 cơ. Qua 4 năm thực hiện này ta phải phấn đấu cái đó. Thế ngành Tài nguyên bây giờ vừa đi kiểm tra thì tới đây chúng ta xem xét lại cái việc đó, để xem là huyện nào mà làm kém, cái tiền là kém không đạt thì phê bình, yêu cầu làm tiếp. Chúng ta phải quyết liệt thôi. Hiện nay vẫn có các hộ dân là lấn chiếm đất nông nghiệp để xây nhà, xây quán bán hàng. Nếu mà huyện nào mà có nội dung đó thì về chỉ đạo các xã dỡ ngay đi, chứ không để tình trạng dân khiếu kiện. Là người đứng đầu anh không quyết liệt, anh không chỉ đạo thì bị ảnh hưởng đấy. Đấy là cả cấp ủy và chính quyền, chứ không phải chính quyền không đâu. Nên là tôi đề nghị là các cấp phải nghiên cứu rà soát các vi phạm mới, người ta phải dẹp ngay. Tức là đất nào phải đất đó, đất nông nghiệp là đất nông nghiệp, hành lang giao thông thì lại cứ lấn chiếm xây nhà hết. Ai cũng làm thế thì xã hội phải có tổ chức, phải có trật tự. Hai là phải thực hiện theo luật. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành địa phương cần chủ động thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, không được lơ là chủ quan. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh. Hiện nay thì Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia tiếp tục yêu cầu các địa phương là không được chủ quan lơ là, và tiếp tục tiêm vaccine mũi 4. Thì đây là một nội dung rất là quan trọng. Yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương rà soát tất cả những đối tượng và nhân dân sau khi mà tiêm mũi 3 khoảng 4 tháng thì ta tiếp tục cho tiêm mũi 4. Bởi vì cái thời gian tiêm lâu khoảng 4 tháng đến 5 tháng, 6 tháng thì cái kháng thể xuống thấp, thì cái khả năng chống lại cái dịch bệnh COVID-19 thì rất là nguy hiểm. Nên ta không được chủ quan cái này. Hiện nay là cái tỷ lệ tiêm mũi 4 của tỉnh ta bây giờ tương đối thấp, chưa đến 10%, rất là thấp. Nên là tôi yêu cầu là các đồng chí đứng đầu, cấp ủy chính quyền, các cấp chỉ đạo, các bộ phận chức năng tuyên truyền vận động nhân dân là phải tiêm. Là ta tiêm là ta giữ sức khỏe cho chính mình và cho những người thân gia đình mình. Và hiện nay vaccine của chúng ta là không thiếu, đã được phân rất nhiều. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 19 nghị quyết, gồm nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022, về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2023.
về chủ trương phương án sử dụng vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ các xã đầu tư cơ sở hạ tầng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên năm 2022-2023. Về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Hưng Yên, quy định một số chính sách về công tác dân số ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha bổ sung năm 2022, quy định nội dung mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Về phát triển thanh niên tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2030 và các nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đường giao thông trên địa bàn tỉnh. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu dự kỳ họp đã tập trung thảo luận dân chủ, tâm huyết, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực bổ sung vào các báo cáo, tờ trình và nhất trí thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế, an sinh xã hội làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành tổ chức thực hiện. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Trần Quốc Toản nhấn mạnh. Đề nghị Ủy ban nhân tỉnh tập trung chỉ đạo cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh ủy và khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, chỉ đạo rà soát, nghiên cứu, đề xuất, ban hành cơ chế chính sách mới để huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để cho phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện quyết liệt kịch bản phục hồi, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giải quyết các việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động, tích cực chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề gây bức xúc kéo dài trong nhân dân. Nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tài nguyên môi trường, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư theo hướng công khai, minh bạch, bình đẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và các nhà đầu tư doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, tập trung giải quyết vướng mắc về thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức và người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân và những ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân. Cùng với phát triển kinh tế phải chú trọng phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo, người yếu thế. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về các nội dung, kết quả của kỳ họp, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng giám sát, việc chấp hành pháp luật và thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua tại kỳ họp. Trong đó quan tâm giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Tiếp tục liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân tỉnh, tăng cường đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất từ Ngân hàng Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định 31 của Chính phủ và Thông tư số 03 của Ngân hàng Nhà nước. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chương trình hỗ trợ lần này tạo điều kiện cho người dân doanh nghiệp thuộc các ngành nghề lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp để phát triển sản xuất kinh doanh. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ lãi suất thuộc lĩnh vực hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục đào tạo, nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính, dịch vụ thông tin.
các dự án xây nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ. Mức lãi suất hỗ trợ là 2% một năm, tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc, nhưng không vượt quá ngày 31 tháng 12 năm 2023. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 7 năm 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương thông tin chuyên đề tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022, dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022. Thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung vào các vấn đề trọng tâm của hai chuyên đề đã được thông tin tại hội nghị: công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là trong vấn đề tiêm vaccine phòng COVID-19, công tác phòng chống tham nhũng, tuyên truyền về các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm trong thời gian tới như Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cử. Hôm nay, gần 14.000 thí sinh tỉnh Hưng Yên dự thi hai môn ngữ văn và toán trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo ghi nhận, một số giáo viên và học sinh cho rằng đề thi hai môn ở mức độ cơ bản, bám sát chương trình đã được tinh giản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng vẫn có câu hỏi khó để phân loại thí sinh. 6 giờ sáng, rất nhiều phụ huynh và thí sinh đã có mặt tại các điểm thi. Có hồi hộp, lo lắng, cũng có thoải mái, tự tin. Mỗi người một suy nghĩ, tâm trạng, nhưng đều có một điểm chung. Đó là sự kỳ vọng về một kỳ thi an toàn, đúng quy chế và không xảy ra tiêu cực. Đối với một kỳ thi quan trọng như này thì các thầy cô nên làm đúng cái vai trò và trách nhiệm của mình để không có những cái trường hợp xấu nào xảy ra. Mình kỳ vọng là cái một kỳ thi quốc gia như thế này thì bằng tính chất là nghiêm túc nhất để đảm bảo cái sự công bằng cho các con. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại phòng chứa đồ của thí sinh ở điểm thi trường Trung học phổ thông Hưng Yên. Tất cả các vật dụng cũng như tư trang của các em sẽ được bảo quản trong những cái hòm như thế này. Được quy định rõ theo từng phòng thi, có ổ khóa và sẽ do lực lượng an ninh cùng các em học sinh tình nguyện quản lý. Đây là một trong những biện pháp phòng chống tiêu cực gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 cơ bản giữ ổn định như những năm trước. Phần lớn những đổi mới nhằm mục đích phòng chống gian lận tiêu cực trong thi cử. Vấn đề đảm bảo an toàn kỳ thi tiếp tục được đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022 tỉnh Hưng Yên cùng các đoàn kiểm tra nhấn mạnh khi tới kiểm tra công tác tổ chức thi. Đồng chí yêu cầu các điểm thi phải tiếp tục thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch và quy chế thi trong các buổi thi tiếp theo. Cán bộ làm nhiệm vụ thi phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ sai sót nào trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Buổi sáng, thí sinh dự thi môn ngữ văn, môn duy nhất có hình thức thi tự luận. Buổi chiều, thí sinh dự thi môn toán với hình thức trắc nghiệm. Đề thi bao gồm 50 câu hỏi với thời gian làm bài 90 phút. Đề thi cả hai môn được đánh giá có cấu trúc ổn định như những năm trước, nên học sinh không cảm thấy bỡ ngỡ. Nhiều giáo viên và học sinh cho rằng đề thi ở mức độ cơ bản, bám sát chương trình đã được tinh giản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng vẫn có những câu hỏi khó để phân loại thí sinh. Trong đó, phần thi làm văn đề cập đến vấn đề trách nhiệm của tuổi trẻ và tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Yêu cầu phụ của câu hỏi làm văn nghị luận văn học thì có tính phân hóa. Và với câu hỏi này thì học sinh khá và học sinh giỏi sẽ phát huy được khả năng, phát huy được cái sở trường của mình. Với em học sinh nào mà học vẹt đây sẽ là một câu hỏi khó với các em. Đề thi môn văn hôm nay thì phần đọc hiểu hơi khó, còn phần làm văn thì gọi là bình thường ạ. Em thấy trong đề thì có tầm 30 câu là em cảm thấy nó vừa sức với bản thân mình. Còn những câu còn lại thì em cảm thấy nó khó hơn cái mức sức mà em làm được đấy ạ. Kết thúc ngày thi đầu tiên, tỉnh Hưng Yên không ghi nhận cán bộ, giáo viên và thí sinh vi phạm quy chế thi. Toàn tỉnh có 57 thí sinh không thi môn văn, 75 em vắng thi môn toán, trong đó có 5 thí sinh nhiễm COVID-19. Ngày mai, thí sinh sẽ dự thi môn ngoại ngữ, tổ hợp môn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội.